Vâng, alo, xin chào toàn thể các bác. Trong buổi chiều hôm nay thì cũng khá là nhiều những kiện hàng chuẩn bị được lên đường để gửi đi cho tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay thì hàng này đã đóng rất là nhiều, chủ yếu là những cục súp này, món ăn không biết gửi đi Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu hay là vang. Hôm nay có vang giá rẻ nhá, hôm nay là đa dạng các loại hàng luôn. Còn một số combo thì bên em đang tiến hành đi lắp đặt tại nhà hoặc gửi xe đi cho các bác vào buổi sáng rồi. Đấy, chiều thì còn một số đơn để gửi xe thì còn lại ở cửa hàng đang đợi bên vận chuyển bên Viettel qua rồi gửi hàng đi cho tất cả các bác. Hàng bên Hoàng Hà thì luôn luôn được đóng cực kỳ là kỹ và rất là chắc chắn nhá, qua rất là nhiều lớp xốp 506 Sakian này, này là Passion này, Passion 12, gì là Passion 12 hay là K512. Đấy, các bác có thể thấy được chất lượng đóng hàng của bên em này, đóng cực kỳ là chắc chắn nhá, nên là hàng vận chuyển kể cả đi xa đi gần đến tay tất cả các bác thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Và khi các bác mua hàng tại Hoàng Hà Auto thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác nhận hàng, bỏ hàng ra kiểm tra đúng hàng, đúng chất lượng thì các bác thanh toán cho em. Đấy, đóng hàng cực kỳ là chắc chắn luôn. Ở đây thì đang test bộ combo để chuẩn bị sáng sớm mai đi lắp đặt tại Hải Dương. Bộ này là 19 triệu nhá. K512 đời siêu lướt này, X10 và 1520S. Với bộ combo này thì bên em đã tặng kèm cho các bác một bộ mic không dây trị giá là 2 triệu đồng rồi. Đấy, trị giá là 19 triệu tổng bộ combo ngày hôm nay. Lô phát sáng. Hàng này là hàng siêu lướt nhá. Lô này thì vừa mới được về xong, em cũng chưa kịp làm video để thông báo cho các bác. Hàng đi rất là chắc chắn. Thì hôm nay làm video cũng để thông báo cho các bác là trong buổi chiều hôm nay thì một số đơn của các bác thì em cũng đã làm video của từng bác rồi đấy. Từng bác để đưa lên kênh một số mặt hàng, một số kiện B3 2020, súp 40. Những cái mẫu súp đến từ thương hiệu FB vào đầu thì luôn được các bác quan tâm rất là nhiều nhá. Đặc biệt là 1520S, dòng này là giá là 4 triệu 300 nghìn đồng. Tất cả những sản phẩm súp FB vào đầu thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành trọn đời cho các bác luôn. K512020, hiện tại thì bên em có một số những mặt hàng âm thanh bãi như là 506 Sakian này, 506 Sakian vừa mới về, hàng rất là đẹp nhá. Và K512 đời siêu lướt đời gần như là mới nhất đấy, hàng cũng vừa mới về. Các bác có thể thấy không này, ship rất là cao. Đây là những cái đôi mà bên em đã chọn đẹp nhất để đưa ra cửa hàng để giới thiệu cho các bác rồi. Bác nào đang có nhu cầu hay là đang tìm hiểu những cặp JBL K512 thì có thể liên hệ đến Hoàng Hà để bên em tư vấn và đặt hàng nhá. 506 Sakian, hàng nội địa chung và chạy IC50195 của Hàn. Tất cả những sản phẩm hàng bãi của bên em thì luôn luôn bao zin, cam kết bao zin cho tất cả các bác nhá. Đặc biệt khi các bác mua hàng tại Hoàng Hà thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đúng hàng đúng chất lượng thì các bác thanh toán. Đấy, hàng này đóng hàng cực kỳ là kỹ luôn. Những cặp loa JBL K512 thì được đi rất là nhiều. Hàng vừa mới về em thông báo cho các bác thì các bác cũng đã đặt rất là nhiều nhá, bởi vì chất lượng của nó cho ra khá là hay rồi, giá tiền lại rất là hợp lý. Khi các bác mua những bộ combo tại Hoàng Hà thì bên em sẽ có những phần quà để tặng kèm cho các bác, giá trị là thấp nhất là 2 triệu đồng và có những chương trình giảm giá rất là sâu đối với bộ combo. Đặc biệt bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt tại nhà trong khoảng bán kính 100 km nhá. Quá 100 km thì bên em sẽ thu theo tiền taxi thôi. Đấy, 100 km đổ lại là khá là xa đấy. Các bác nào đang quan tâm hay là muốn nâng cấp những bộ dàn karaoke, bộ dàn âm thanh nhà mình thì liên hệ ngay đến Hoàng Hà qua số điện thoại 0967 345 155 để được bên em tư vấn những bộ karaoke hay nhất và hợp nhất với không gian gia đình nhà mình.